xã hội bây giờ, theo sự phát triển tốc độ cao của kỹ thuật mạng, các loại mánh khóe lừa đảo cũng theo đó mà trở nên ngày càng nhiều. Có đôi khi bạn tiện tay nhấn một liên kết trên điện thoại di động, thêm một cuộc trò chuyện nhóm sẽ khiến bạn bị lừa. Chương 1 Thêm group uy bị lừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Cho thuê phòng bị lừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 WeChat, Alipay thu trả tiền mã bị lừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ham món lợi nhỏ tiện nghi bị lừa, bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ham món lợi nhỏ tiện nghi bị lừa, bên trong bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Ham món lợi nhỏ tiện nghi bị lừa, phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Bởi vì tham bị lừa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Quy quy bên trên bị lừa bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Điện tín bị lừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Tiếp khách phục điện thoại bị lừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.